Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ phát cái chương trình mà rất nhiều gia đình mắc phải. Đó là cái chủ đề của ngày hôm nay là gì? Hóa giải những lỗi thường gặp của các gia đình. Những cái lỗi này này, thông thường mọi người lại rất hay bỏ qua. Chính vì thế, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái clip có cái chủ đề là những lỗi phong thủy thường gặp, và qua đó chúng ta có cái biện pháp khắc phục, điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Những lỗi thường gặp ấy, trong các gia đình thường gặp những cái này rất cơ bản nhưng lại rất nhiều người bỏ qua. Thứ nhất, mở cửa đã có cầu thang dốc rồi. Đây gọi là nhà thoái tai. Có rất nhiều nhà này. Thì để khắc phục cái vấn đề này này, thì cái bậc ba cái bậc cuối cùng ấy, tức là động khẩu, tức là cái ba cái bậc cuối cùng ở dưới để đi lên, các bạn phải lái nó đi một góc độ nào đó để cho ba cái bậc cuối cùng ấy, ba bốn bậc cuối cùng ấy, nó thành R, nó chảy luồng khí, nó xuất phát, không chạy thẳng ra ngoài. Nếu như mà vì không thể cải tạo được không gian nhỏ như bạn, thì ở phía ngoài cửa nhà các bạn ấy, gắn một cái gương lõm để cho nó hút khí lại. Đồng thời ở đó, nếu có điều kiện thì các bạn có thể đặt cây cảnh lá to ở đó, ở ngay dưới cái bậc cuối cùng ấy, hoặc là tùy theo vị trí xem có thể được đặt được cái bể cá ở đó không, bởi vì cái cầu thang nó là nơi dẫn khí. Mà các bạn không nắm được cái điều này, đặc biệt là cái cầu thang thoái tai, những video sau tôi sẽ chỉ dẫn cho các bạn và cách chắp đặt cầu thang cho nó chuẩn mực và cho nó đúng. Đó là cái lỗi đầu tiên. Cái thứ hai nữa hay mắc phải ở các cái nhà chung cư là vừa mở cửa đã nhìn thấy bếp ở khu trung tâm hoặc là WC ở ngay bên cạnh. Để khắc phục cái điều này này, nó không phải là của nhà mình không thể phá đi, mình không sửa chữa được, nhưng để tạo một cái giác quan cảm nhận và để người ta không thể ghi nhận được vào đó là cái toilet, thì bằng cái tường ấy, cái tường của cái WC đấy, là ở đó tùy theo cái phương vị đông tây nam bắc, cái ngũ hành của cái phương vị đó là cái gì, thì các bạn có thể làm những cái tiểu cảnh bằng gì, những cái tranh ảnh, ví dụ như ở phía cái WC ấy, mà mở cửa chung cư ấy, nó vào ấy, mà nó nằm ở phía bắc, thì ở trên cái tường của nó mà chỗ đối diện, hoặc là ở cái chỗ mà người ta hay để giày dép dép ấy, thì ở đó các bạn có thể treo các cái tranh ảnh liên quan đến rừng cây, là nước chảy, đồng quê, các cái tranh liên quan đến các cái thủy. Mà nếu như mà cái WC, cái tường WC mà nó ở các cái khu vực để bước vào trong nhà đấy, nó là ở phía tây nam hoặc phía đông bắc, hoặc là phía tây hoặc phía tây bắc, thì ở đó là các bạn có thể làm tranh đá quý ở cái bức tường đó. Đồng thời ở phía đông hoặc là phía đông nam hoặc phía nam thì cũng là cái hình thức là tương sinh và tăng cái cảnh quan lên ở đó. Các bạn có thể làm cả một cái mảng tranh hoặc là những tranh to là ở đó, là những cái rừng cây hoặc là những cái trang trí mang cái tính chất tương sinh. Thì tự nhiên người ta vào đó, bước vào trong nhà, người ta không hề cảm giác là ở đấy nhà bạn có cái WC. Ngoài ra ở cái cửa đó, ra vào của cái WC đấy, thì các bạn là nên làm một cái rèm trúc, rèm nhựa, hoặc là một cái rèm bằng thạch ốc, vân vân. Thì tương khắc là người ta
không thể phát hiện ra đấy là PVC. Bởi vì cái ấn tượng đầu tiên mà vào mà nhìn những cái gì mà người ta khen ngợi thì là tốt. Ngược lại vừa bước vào đã có những cái lời nhận xét nó không tốt thì tự kỷ ám thị ấy, nó cũng không đem lại những cái điều may mắn cho gia chủ. Đó là cái lỗi thứ hai thường gặp. Lỗi thứ ba ấy, mà khu vực nhiều ở chung cư là mở cửa nhà chung cư nhìn thẳng một cái là ra ngoài ban công. Thông thường ở những cái nhà như thế là người ta sẽ sắp xếp phòng khách, nhưng sẽ có một cái lối để ra ngoài ban công. Thì đây cũng là cái nhà mà thoái khí, đã thoái khí thì nó không tụ tài. Thì bằng cách cái gì? Ở phía ngoài ban công ấy là người ta sẽ trồng một hàng trúc hoặc là những cây bản rộng lá to ở phía ngoài ban công. Đồng thời nếu có điều kiện người ta sẽ mở cái cửa đẩy làm sao nó không cùng trục với cái cửa chính, người ta có thể cửa đẩy lệch sang bên trái hoặc bên phải để cho nó phù hợp. Đấy là cái lỗi này là chung cư mắc phải đến 80%. Lỗi tiếp theo là bếp đặt tại các cái vị trí chung cung, nó cũng rơi vào là ở chung cư. Vào cái đã nhìn thấy ngay là cái khu vực bếp ở đó rồi. Thì ở cái chỗ khu vực này này để tránh người khác người ta nhìn thấy bếp của nhà mình, kể cả khi bước vào hoặc là ngồi phòng khách, thì ở đó người ta sẽ làm một cái khuôn hình bằng gỗ. Ở trên đó người ta sắp xếp các cái tủ rượu, sắp xếp các cái chai rượu hoặc là những cái đồ trang trí sành sứ hoặc là những cái biểu tượng đẹp, thì tự nhiên người ta là cái giác quan và cái cảm nhận của mỗi con người nó cũng mang lại cho các bạn cái phúc khí dồi dào. Cho nên ở đó có thể là cải tạo lại, nó vừa là hình thức che chắn, vừa là cái mỹ quan và sắp xếp phong thủy. Thì ở đó có thể là đặt những cái gọi là không gian thoáng, những đặt chai rượu hoặc là những cái đồ sành sứ, những mang tính chất biểu tượng nó cho tốt ở giữa chung cung. Một số nhà thì hầu như những đặc biệt là các nhà là nhà ống, và một số các cái nhà mà dưới rất nhỏ thì đa phần làm WC ở dưới gầm cầu thang. Đây là những cái điều mà bất lợi, nhưng cái gì mà là thực tế, bởi vì nó là phạm phải những cái điều tối kỵ rồi. Do cái yếu tố đất đai, nhà cửa thì không phải ai cũng có cái điều kiện để có nhà to được. Ê, khi đã đặt WC ở đây ấy, thì chỉ có cách khắc phục ấy. Thứ nhất phải làm rèm. Cái thứ hai là ở đó trước cửa của WC các bạn để một quả cầu thủy tinh khía, quả cầu thủy tinh khía treo lên. Đồng thời nếu nó mà hơi rộng một tí thì các bạn có thể để các cái cây cối ở đấy để nó hút bớt về cái âm khí, để lọc khí để trước khi khí trường nó đi lên cầu thang. Tiếp theo, vì cái diện tích nhỏ, một số nhà đặt bếp ở dưới, ở trên là WC. Đây là cái điều tối kỵ. Cách khắc phục, như đợt trước tôi cũng đã chia sẻ cái này rồi, hôm nay tôi nhắc lại là những lỗi sai phạm. Ở đây ấy, thì các bạn phải làm một cái trần giả bằng nhựa hoặc là cái gì đó, nhựa hoặc là thạch cao, để cho có một cái khoảng không gian giữa trần nhà chính và trần giả của bếp, sau đó lên bếp. Đồng thời ở trên cái trần đó các bạn phải lắp một cái đèn màu vàng hắt lên, hắt ngược lên này. Đấy là hình thức hóa giải. Đồng thời nếu như có điều kiện cải tạo thì bật cái nền, bật cái gạch ấy ở trên WC ấy lên và giải một lớp thạch anh vào đó cho nó lát lại gạch. Còn không có điều kiện và không đủ tiền thì ở đó các bạn có thể để vào trong một cái bình sứ, đặt ở một cái góc nào đó ở trong cái WC, đặc biệt là gần cái bồn ấy, là 1-2 cân đá thạch anh ở đó.
nó cũng có cái tác dụng là hóa giải. Và một hộp muối nó cũng là cái hình thức sát khuẩn cho các bạn để khắc phục. Cầu thang toát ra lại, mở cửa nhìn thẳng vào trong thấy WC. Có một cái số nhà không hiểu vì do cái thiết kế như nào, nhà thì vuông vắn, làm một cái hệ thống cầu thang ở giữa, tận dụng để một cái WC ở ngay dưới gầm cầu thang. Một cái cửa WC này nó lại đối diện trực tiếp với cái cửa chính. Đây là một cái điều gọi là cực kỳ sống. Và những cái nhà này tôi đã kiểm tra cách đây mười mấy năm, đến bây giờ không hề nào ngóc lên được. Mặc dù lúc xây dựng tôi cũng đã biết và tôi cũng tham gia, nhưng người đó người ta vô thần. Thì sau hơn chục năm rồi đấy thì bê bết lắm. Thì hóa giải nếu nhà nào các bạn nào vừa mở cửa lại thấy ngay cái cửa WC dưới gầm cầu thang, cho dù có bảo thủ 1.000 lần cũng phải thay đổi đi. Phải thay đổi lại cái vị trí của WC, hoặc tối thiểu phải thay đổi được cái cửa của cái WC cho nó ra cái hướng khác. Đồng thời ở đó làm một cái tiểu cảnh bằng sành chứ gắn lên đấy, ví dụ như là tranh hoa sen hoặc là những cái tranh con công, con phượng cái gì đó, làm luôn ở cái bức tường, bịt cái cửa đấy vào. Và để cái bức tường đó thành để đối diện với cái cửa chính đi vào, để cửa chính đi vào đấy là người ta nhìn thấy sắc hồng, người ta nhìn thấy cái cảnh tươi vui, người ta không thể nghĩ rằng đó là cái toilet. Đây là cái nghệ thuật trang trí. Ở cái clip sau tôi sẽ phát một cái chương trình mang cái chủ đề nhìn sự sắp xếp của gia đình các bạn, để biết được là vận của nhà các bạn dần dần ổn định và phát triển. Tôi sẽ lấy ngay cái tiêu đề đó và cái chủ đề này là thực tế của nhà tôi, trong không gian nhà tôi, để cho các bạn nhìn và kiểm chứng. Một số nhà đặt WC ở tầng 1, đặt WC được từ tầng 1 với điều kiện nhà chỉ có một tầng thôi, hoặc là tương lửng thôi. Nếu như nó không có xung sát thì thôi, còn nếu có cái xung sát thì nên có cái bức rèm, bức chướng như thời ngày xưa ấy, thì là người ta phải có những cái chướng, cái rèm để che chắn. Chứ không thể nhìn cái nó sập thẳng vào cái ban thờ. Cái điều này là cũng không tốt. Một số những cái nhà ở chung cư làm ban thờ vì những cái lý do nó chật chội, vì lý do mình không thể thay đổi được, thì cố gắng làm hai cái vách hồi ấy bằng các cái vật trang trí cho nó đẹp, để tránh người ta mở cửa người ta nhìn thấy ngay tất cả các cái cạnh của ban thờ, hoặc cái ban thờ nó cũng sẽ đeo không đẹp lại điều tốt đâu. Tốt nhất các bạn nên làm bức vách che chắn, nó vừa tế nhị, nó vừa mang cái tính chất tụ khí, đồng thời nó là tạo lên cái cảm giác ấm cúng trong gia đình. Một số những cái sai phạm tiếp theo là đặt bể cá lung tung, đặt bể cá đã sai vị trí, lại đặt quá cao so với đầu người ngồi, gọi là lâm đầu thủy. Người nhà sẽ phát sinh về các bệnh liên quan đến thần kinh bất lợi. Người già thì hay lưu lẫn. Đấy, còn những nhà tức là mà bể cá treo ấy là phải cẩn thận. Đồng thời chơi cá, nuôi mèo, nuôi chó, chơi chim không phải ai cũng chơi được như nhau đâu. Chỉ có lợi cho những người thiếu cái ngũ hành đó. Ví dụ những người thiếu mộc thì người ta có thể nuôi chim cảnh, chơi cây cảnh, nuôi mèo. Những người thiếu hỏa thì có thể là nuôi chó. Những người thiếu thủy có thể chơi bể cá. Tôi nói ví dụ như thế. Chứ nhiều nhà mà cứ chơi theo phong trào, có biết đâu là ông con trai hoặc là cô con gái nhà mình cái ngũ hành nó bị kỵ,
Thì đương nhiên là chơi bể cá chẳng hạn đặt đúng vào phía đông theo cái nguyên tắc là thủy giữa mộc, nhưng có biết đâu là ông con trai của nhà mình là ông kỵ thủy, cho nên nó cũng sẽ xảy ra cho người con trai. Ngược lại có những nhà cứ thích nuôi chó, nhưng biết đâu là bà vợ hoặc là ông, đặc biệt là bố chẳng hạn, lại tuổi thìn chẳng hạn, hoặc ngũ hành về kỵ hỏa chẳng hạn, là thìn tuất đối xung, hoặc là bị kỵ về cái hành mà cái đấy, nó cũng không đẹp lại được cái gì đâu. Cho nên trước khi chơi cái gì, bày cái gì, phải có những cái hỏi những cái người hiểu biết. Một số nhà để cho không gian nó rộng thì lắp gương, có nhà là mở rộng toàn bộ cái không gian ở lối vào, có nhà thì để cả một cái gương to để phản chiếu ra ngoài cửa. Rất nhiều các cái hình thức mà sắp xếp về gương sai. Mà nếu như là sắp xếp sai cả, như ông bố ông kỵ kim mà lại lắp gương ở đó, thì kiểu gì ông cũng sẽ liên quan đến các vấn đề về tai mũi họng, phổi và mổ xẻ. Cho nên lắp gương cũng phải có, tìm cái vị trí nào cho nó phù hợp, tìm cái vị trí nào nó đúng, tránh là bị giật mình, tránh bị phản chiếu. Có những nhà làm cái gương rõ to như ở nhà nghỉ ấy, khách sạn ấy, ở ngay bên cạnh giường, tường thế là tốt. Nhưng biết đâu là đó là tạo lên cái hình ảnh mà đây là cái nguồn gốc dễ phát sinh để dẫn tới những cái hậu quả sau này là ông ăn trả bà anh em. Cho nên là phải lưu ý. Hay trong phòng ngủ, tuyệt đối trong phòng ngủ hạn chế hoặc là không nên lắp gương. Nếu có lắp gương là gương ở tủ phấn thôi, nhưng phải chú ý cái tủ phấn ấy thông thường hay để ở góc, nó lại chiếu ra cửa là không được. Hoặc là cái gương của tủ phấn ấy nó lại chiếu vào đầu giường ngủ hoặc là giường ngủ, đó là những cái sai lầm là các bạn phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là trong cái phòng ngủ. Một số nhà lắp quạt trần cho nó thuận tiện, cho nó mát, nhưng gì cái quạt trần nó lắp ở giữa ngay cái giường, thì cái quạt trần đấy, hoặc là có nhà làm treo cả một cái đèn chùm to đại tướng ở đó, thì cái khẳng định nhà nó cứ chiếu ai nó dọi xuống thì người đó nó rơi vào bụng thì sẽ bị ở bụng, rơi vào chân thì sẽ bị xương khớp, rơi vào ngực thì sẽ bị phổi, rơi vào đầu thì bị thần kinh. Thế cho nên những cái rất nhỏ thôi nhưng mọi người lại thường không hay để ý. Đồng thời phòng ngủ nhiều nhà làm chân giả vòng quanh, đèn mắt trâu lắp. Đương nhiên các bạn tránh bỏ dưa gặp phải dừa, các cái chân giả đấy nó đều có những cái gờ, biết đâu được là nó toan nó cắt vào đầu, nó cắt vào chân, nó cắt vào đủ các chỗ, thì đấy là gọi là tự các bạn là tạo nên cái xung sát. Cho nên ấy, muốn trang trí kiểu gì thì trang trí, bây giờ cái thời về bây giờ là người ra xưa rồi. Duy nhất làm chân giả trang trí nên làm ở phòng ăn hoặc đặc biệt là phòng khách, anh muốn trang trí gì thì anh chỉ, nhưng giường ngủ tuyệt đối không nên làm chân giả. Ai làm chân giả nó còn là các đèn mắt trâu nó dọi xuống, bàn thờ cũng thế, là không được làm các cái chân giả, bởi vì như thế là các anh tránh bị xà ngang áp đỉnh, thì là cái xà nó áp sát vào cho các anh các chị. Cho nên cái vấn đề này là một trong những cái yếu tố rất bé nhưng hậu quả của nó lại rất to mà nhiều người không để ý. Một số nhà đặt các tranh ảnh mãnh thú, diễu ngâm các cái con vật mãnh thú, là treo sừng hiêu nai sắc nhọn, cũng tự tạo lên các cái xung sát. Một số quan chức ở nhà bày quan công, do không hiểu biết nên dẫn tới người nhà có thể bị sát thương, hoặc là trong người trong nhà sẽ có những cái xung đột. Bởi vì sao? Cái ông quan công ấy là quan võ,
ông ấy ngũ hành của ông Quan Công và ông Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ấy, nó ngũ hành là hỏa thì phù hợp đặt ở các cơ quan đoàn thể, dùng cho các cái người tướng lĩnh, những người về pháp luật, công an, những người thực thi về pháp luật, nó phù hợp. Nhưng nhiều người cũng bắt chiếc, cũng đặt ông Quan Công cầm đao. Tôi chưa nói là cái ngũ hành của cái ông chủ đấy là thiếu mộc thì chơi được, mà kỵ mộc, à kỵ thiếu hỏa thì chơi được, mà lại kỵ hỏa thì không nên chơi, chơi không tốt. Đồng thời rất nhiều người không để ý cái đao ấy, ông Quan Công ông cầm cái đao ấy phải chú ý cái lưỡi của ông ấy nó đặt như thế nào để người khác không bị sát khí của cái lưỡi đao của ông Quan Công nó chém vào. Cái này tưởng là đơn giản nhưng lại là một cái yếu tố gây lên những cái tai họa bất ngờ. Bởi vậy muốn chơi cái gì thì chơi phải hiểu biết. Một số người có tiền mua đồ cổ, mua các ông phỗng ở các đình chùa, mua những cái con vật mà không có nguồn gốc, biết đâu được đấy là nơi tùy táng, những con vật ở tùy táng à, những cái vật dụng đó là ở của người chết hay là ở trộm cắp ở những cái nơi linh thiêng thì tự anh rước họa vào thân. Một số người mua rõ lắm đá đặt vào trong nhà, biết đâu là đá nó là âm khí, âm khí nó sẽ tích tụ trong cái nhà đó. Cho nên không phải cứ có tiền thích mà được đập. Một số nhà mắc phải những cái sai lầm này, bàn thờ đã đặt ở dưới tầng 1 thì ở dưới là bàn thờ treo, ở dưới đặt vô tuyến hệ thống loa gắn luôn ở hai bên của bàn thờ, đập âm mỹ suốt ngày. Nhà đấy thì tôi qua kiểm tra đấy đều thần kinh không được bình thường, mắt mũi đều không tốt. Một số ở các cái chung cư do cái yếu tố cái phòng nó có cái vị trí chống để cái bàn thờ đó, nhưng không biết rằng ở phía sau nó lại là tường của cái cầu thang máy lên xuống của chung cư, hoặc ở đằng sau là cái nơi người ta để trạm tụ điện hoặc để những cái hộp kỹ thuật. Cho nên những cái này là các bạn không được chủ quan, đây là những cái rất thực tế mà nhiều người sơ ý mà bỏ qua, các bạn cẩn thận. Hai một số nhà ở dưới là bếp, ở trên cái giường ngủ của vợ chồng không tốt, thì tốt nhất bằng cái phương pháp là dịch chuyển cái giường nó ra khỏi vị trí đó đi. Ở đó có thể để một cái tủ sách hoặc cái tủ gì đó, quần áo hay gì đó thì được nhá. Các bạn cũng phải nên tránh nha. Trên đây là một vài những cái trong hàng trăm cái bị sai phạm. Kể cả đồng hồ à, nhiều người treo trong một cái phòng khách 2-3 cái đồng hồ, cái thì sống cái thì chết, đó là cái điều là cũng không tốt. Các bạn một phòng chỉ nên có một cái đồng hồ, và cái đồng hồ đó luôn luôn chạy và nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến các cái thành viên trong gia đình, như các clip trước tựa nói là cách treo đồng hồ ra sao, à, màu sắc hình dáng của cái đồng hồ là cũng phải đặc biệt phải chú ý. Trên đây là một vài những cái mà tôi trao đổi với các bạn về cái chủ đề này. Đừng bỏ qua những cái chi tiết nhỏ mà dẫn tới những hậu quả lớn. Đồng thời trong cách trang trí nhà cửa đa phần là mắc phải những cái lỗi không là có về màu sắc, đường sơn, cũng như là các hệ thống đèn như thế nào, thì có những bài tôi sẽ chia sẻ sau. Hôm nay cũng chủ đề này để nhắc nhở cho một các bạn
khi các bạn sẽ giật mình kiểm tra nhà mình có những lỗi vi phạm gì, qua đó tìm cách khắc phục. Chúc các bạn một buổi tối bình an.